Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn đi dạo sông Bạch Đằng với mình nha. Đi nào các bạn ơi. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi bộ vòng vòng dạo dạo ở cái khu Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau đó mình tiến ra sông Bạch Đằng. Mình ngắm Bạch Đằng về đêm của Sài Gòn xem có đẹp không nha các bạn. Mời các bạn đi với mình nha. Let's go, đi nào các bạn ơi. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký, nút subscribe, share like cho mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye!